trong nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Hậu Giang với nhiều giải pháp triển khai đề án phát triển vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, giảm phát thải nhà kính. Nuôi khát vọng làm giàu nhờ trồng ổi hữu cơ theo kiểu cho sâu mặc sức phá hoại. Dê Thác Mười thưởng thức sữa hạt sen rắm giỏ, chế biến giúp nâng cao giá trị cho nông sản quê nhà. Để hướng đến một nền nông nghiệp bền vững, tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh dùng đồng bằng sông Cửu Long tới năm 2030. Mục tiêu từ nay tới năm sau, hình thành vùng chuyên canh lúa 28.000 hecta. Dân mục tiêu cụ thể, các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp, nông dân giảm lượng giống gieo sạ còn từ 80 đến 100 kg một hecta, sản xuất sạch. Ngoài ra, 100% diện tích áp dụng một trong các quy trình canh tác bền vững như 1,5 giảm, tưới ngập khô xen kẽ và các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được chứng nhận và được cấp mã số vùng trồng. Như quý khán giả có thể thấy, 100% diện tích sản xuất dùng chuyên canh có liên kết giữa doanh nghiệp với tổ hợp tác xã hoặc các tổ chức của nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Và trên những cánh đồng này sẽ không giấu chân người, bởi mọi khâu đều có máy móc lo hết. Phấn đấu tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 50% diện tích, các hộ nông dân trong vùng sản xuất áp dụng quy trình canh tác bền vững. Bằng những giải pháp đồng bộ, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang phấn đấu đưa tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch dưới 10%, thu gom 70% lượng rơm tại các vùng chuyên canh ra khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng, giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác lúa truyền thống, đưa giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 30%, trong đó tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa đạt trên 40%, xây dựng nhãn hiệu của lúa gạo Hậu Giang với lượng gạo xuất khẩu chất lượng cao và phát thải thấp đạt trên 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của toàn vùng chuyên canh. Theo mục tiêu của đề án, tới hết năm sau, có 70% lượng rơm tại các vùng chuyên canh được gom khỏi đồng ruộng và tái sử dụng hiệu quả. Cơ giới hóa là yếu tố quan trọng để người nông dân Hậu Giang thực hiện được chỉ tiêu này, hạn chế đốt đồng, hướng tới tăng trưởng xanh. Một số nông dân cũng tìm được việc làm ổn định, tăng thu nhập bằng nghề mới trên các cánh đồng. Đây là hình ảnh ông Mai Văn Thảo ở xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy đang tất bật chuẩn bị máy để xạ đầu vụ hè thu cho nông dân. Hiện tại khách hàng muốn đặt lịch xạ, xịt thuốc phải đặt trước vài ngày mới có máy để phục vụ. Nhận thấy nhu cầu sử dụng máy bay của nông dân tăng cao, ông dây mượn mua máy với giá hơn 400 triệu đồng. Do máy có thể xạ lúa, phun thuốc, rải phân, đáp ứng nhiều giai đoạn canh tác nên được nông dân ưa chuộng. Sau thời gian 2 tháng hoạt động, máy phun được khoảng 3.000 hecta lúa với giá 16.000 đồng một công. Ông Thảo thu hồi lại được gần phần nửa chi phí đầu tư. Do đơn đặt hàng dày, không đủ đáp ứng dịch vụ, nên ông Thảo đặt mua thêm một máy bay nữa. Dân bây giờ biết được nhiều, khoảng 70% rồi. Bắt đầu biết 70% rồi. Vì mình có mối sẵn hết rồi. Hẹn ngày sẵn hết vậy đó. Hẹn giờ sẵn hết rồi. Coi như là mình bay hết chỗ này rồi mình lại chỗ kia. Làm sáng tới chiều, rồi khi 1-2 giờ đêm đi. Làm qua chừng nào mệt nghỉ. Mà bằng đêm bay rất ngon, rất khỏe mình đó. Rồi mà xịt thuốc sâu con gầy gì nó cũng đạt hơn mà ngày nữa, nó đạt nhiều lắm. Sử dụng máy bay xịt thuốc giúp tiết kiệm thời gian, giảm nhân công lao động, phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, nên ông Lê Văn Hùng cùng nhiều nông dân tin tưởng chuyển từ phun thuốc thủ công sang sử dụng máy bay nông nghiệp. Khi sử dụng máy bay, thuốc phun đều, tăng diện tích tiếp xúc, từ đó giảm từ 10 đến 15% lượng thuốc. Vụ đông xuân rồi, ông Hùng thuê máy bay từ khâu xịt thuốc đến bón phân cho hơn 10 công ruộng, giảm hơn 30% chi phí so với cách làm truyền thống. Năng suất lúa vụ rồi trên 1 tấn một công. Vụ hè thu này, ông tiếp tục lựa chọn xả lúa bằng máy bay. Vì sao tay khi còn mí luôn, nó trồng mí nó dày thưa dữ lắm. Còn cái này thấy nó đều gan. Chi phí thì nó nhẹ hơn cái mình mướn người ta xả đó, ta xả ăn công đó 80 ngàn lận. Còn này mình xả ăn công cũng lớn có năm mấy ngàn. Máy bay nó cũng đạt 100% đó nhưng mà nó nhẹ cái chi phí, mình không có tốn công lội cái thuốc bảo vệ thực vật nó không có thấm như mình đó.
nói chung lợi nhuận lắm. Giá mỗi chiếc máy bay từ 150 triệu đồng đến hơn 700 triệu đồng tùy loại. Hiện toàn tỉnh có khoảng 50 máy bay phục vụ sản xuất nông nghiệp do người dân tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ một phần. Áp dụng công nghệ cơ giới hóa vào đồng ruộng là bước chuyển mạnh mẽ để người nông dân Hậu Giang thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Câu chuyện trồng ổi hữu cơ theo kiểu cho sâu mặc sức phá hoại của nông dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sau đây cũng khởi đầu bởi một chữ sạch. Canh tác theo kiểu cho sâu mặc sức phá hoại, nông dân bao trái, sản xuất an toàn, nhờ vậy mà hạn chế sâu bệnh phát sinh. Những trái ổi được trồng ra, như quý khán giả và bà con có thể thấy, trái nào trái nấy to tròn, mẫu mã đẹp, vị ngọt, làm say lòng người. Chính vì những hiệu quả này mà giá trị hiệu quả kinh tế bước đầu của mô hình làm ai cũng xuýt xoa. Tại xã Đam Ri, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, anh Đỗ Huy Tuyến, 39 tuổi, là người tiên phong trong phát triển kinh tế từ mô hình nông nghiệp hữu cơ. Gia đình anh có tổng cộng 3 hecta vườn cà phê. Theo anh nhận thấy, việc phát triển rau củ quả theo hình thức cũ, sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường, nên gia đình tìm hiểu và quyết tâm xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ. Vợ chồng anh Tuyến sau đó cài bỏ một phần vườn cỏ, rồi tổ chức xử lý đất, nguồn nước để chuẩn bị sản xuất các loại rau theo hướng hữu cơ. Sau nhiều tháng, mô hình trồng cải thìa, cải ngồng, cải ngọt, dưa leo, gừng xả cho thu hoạch. Đến năm 2020, khi nắm thông tin về việc thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu cần nguồn trái cây hữu cơ, anh bạn với vợ mở rộng mô hình sản xuất, cải tạo khoảng 0,8 hectare vườn và đặt mua ổi nữ hoàng và ổi lê về trồng. Hiện khoảng 1.000 gốc ổi hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA của Hoa Kỳ được phát triển tốt. Hiện với cách làm này, mỗi tháng, gia đình anh Tuyến cung cấp cho đối tác từ 1 tấn rưỡi đến 2 tấn ổi, với giá theo hợp đồng công ty thu mua là 20.000 đồng một ký. Xác định chế biến là một trong những giải pháp giúp nâng cao giá trị cho nông sản. Câu chuyện khởi nghiệp từ sen của nữ nông dân ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp cũng bắt đầu từ đây. Khi đến thăm quê hương Tháp 10, du khách không thể bỏ lỡ những cánh đồng sen đẹp thanh tao mà lộng lẫy như thế này. Và cũng đừng quên món sữa hạt sen rắm vỏ của chị Hồ Thị Diễm Thúy. Sữa cho chị sản xuất có vị ngọt thanh, mùi béo nhẹ nhàng, giúp người dùng cảm nhận trọn vẹn hương vị tươi mới, đặc trưng của hạt sen tươi Tháp 10. Chị Hồ Thị Diễm Thúy, chủ cơ sở sữa sen Diễm Thúy 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, cho biết trước đây do thấy quê mình có dùng nguyên liệu sen dồi dào, trong khi đó giá bán thì bấp bênh. Vậy là 6 năm trước, chị bắt đầu mày mò công thức nấu thử nghiệm sữa hạt sen với mong muốn góp phần hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ. Chị chia sẻ, ban đầu tôi chỉ sản xuất quy mô nhỏ lẻ sử dụng trong gia đình và tặng hàng xóm dùng thử. Tuy nhiên sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người quen và sự động viên của chính quyền, chị Thúy chính thức tập trung khởi nghiệp với sản phẩm sữa hạt sen của quê hương Tháp 10. Không giống sản phẩm cùng loại trên thị trường, sữa hạt sen của cơ sở Diễm Thúy 2 có mùi thơm đậm đà của hạt sen, vị ngọt thanh và rất sánh mịn. Khi thưởng thức, thực khách sẽ không có cảm giác bị ngấy mà thay vào đó là cảm giác khoai khoái dễ chịu. Để sữa sen thơm ngon, chị Thúy rất quan tâm đến khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Hạt sen được lựa chọn để nấu sữa phải là hạt sen rám vỏ, được hái ngay trên cánh đồng sen của huyện Tháp 10. Sau đó được chị bóc vỏ, tách bỏ nhụy, xay nhuyễn rồi nấu chín với đường phèn, sữa tươi. Các sản phẩm hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản nên được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh yêu thích. Theo chị Diễm Thúy, hạt sen rắm vỏ có nhiều tinh bột và dược chất hơn so với hạt sen lụa. Khi nấu xong, sữa sen vẫn còn giữ được mùi thơm đặc trưng của sen Tháp 10. Đây cũng là bí quyết khiến sữa hạt sen của cơ sở chị có hương vị đậm đà, tạo được dấu ấn với nhiều khách hàng gần xa. Cơ sở của chị còn sản xuất sữa sen bột vị cà phê và sữa sen bột đặc chủng OCOP 3 sao. Và hiện mỗi tháng chị Thúy tiêu thụ trên 1 tấn hạt sen tươi cho nông dân, vừa giải quyết bài toán đầu ra, vừa góp phần nâng cao chất lượng nông sản quê nhà.
Nội dung này cũng khép lại bản tin nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi.